Ở ngày 17 tháng 2, mẫu máy flagship mới nhất của Samsung Galaxy S23 series đã chính thức được mở bán tại nhiều hệ thống cửa hàng. Khi nhận tại FPT Shop, hệ thống này đã nhận về khoảng 4.000 đơn hàng và 3.000 đơn cọc. Trong đó, dòng máy S23 Ultra có số lượng đặt hàng cao nhất, chiếm tỷ lệ đến 87%. Chỉ sau một giờ mở bán, hệ thống đã giao 500 máy Galaxy S23 series đến tay người dùng. Đây cũng là chuỗi cửa hàng chính hãng đầu tiên mở bán siêu phẩm Galaxy S mới tại thị trường Việt Nam. Còn hệ thống di động Việt cũng ghi nhận lượng đặt trước Galaxy S23 series tăng trưởng gấp 1,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Và đáng chú ý, các chuỗi bán lẻ lớn như Thế giới Di động, FPT Shop, Cellphone S, Di động Việt đều thực hiện việc giảm giá từ 3 đến 5 triệu đồng trên mỗi sản phẩm. Tùy theo chính sách của từng đại lý cũng như tùy theo thời điểm mua hàng mà các ưu đãi có thể sẽ khác nhau. Thưa quý vị, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa gửi cảnh báo đến các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam về 12 lỗ hồng bảo mật mới tồn tại ở sản phẩm của Microsoft, trong đó có 4 lỗ hồng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft Exchange Server, phần mềm máy chủ, thư điện tử được nhiều đơn vị Việt Nam sử dụng. Các lỗ hồng này cho phép tin tặc tấn công thực thi mã từ xa, tấn công nâng cao đặc quyền, tấn công vượt qua cơ chế bảo mật. Theo đánh giá của Cục An toàn Thông tin, Microsoft Exchange Server đã và đang là mục tiêu hàng đầu được các nhóm tấn công có chủ đích APT vì vậy các cơ quan tổ chức cần đặc biệt chú ý cũng như có kế hoạch khắc phục và tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu và tránh nguy cơ bị tấn công thông qua các lỗ hồng này